Ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong nước đã nỗ lực đẩy nhanh sản xuất, bù lại khoảng thời gian 2 năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhờ đó mà ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 9,7% trong 7 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp còn gặp không ít khó khăn, đặc biệt là thiếu nguyên liệu sản xuất. Để thúc đẩy phát triển công nghiệp trong những tháng tiếp theo và cuối năm, Bộ Công Thương sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nghị quyết của chính phủ và chương trình phục hồi kinh tế, tạo giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp. Đồng thời, thúc đẩy sản xuất trong nước thay thế cho nhu cầu nhập khẩu trong bối cảnh mặt bằng giá cả thế giới tăng cao. Đối với vấn đề thiếu nguyên liệu cho sản xuất, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các thương vụ tích cực tìm kiếm, cung cấp và cập nhật thường xuyên danh sách các nhà phân phối sản xuất, xuất khẩu nguyên liệu, phụ liệu cho các ngành mũi nhọn.